Lời tiên tri mới nhất về bốn con giáp trúng lớn, tiền rơi trúng đầu, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có, khó ai sánh bằng. Tử Thông rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị gặp vạn sự như ý, phú quý bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, trải đời qua bao nhiêu năm thì chúng ta đã quá thấm thía về cái giá trị của tiền tài vật chất. Nó chi phối hầu hết các lĩnh vực, mọi mặt trong cuộc sống đối với một con người, ngay cả khi mà cùng anh chị em sinh ra. Nhưng cũng có người nghèo rớt mùng tơi, cũng có người thì lại giàu sang phú quý, khó ai sánh bằng, tiền bạc thì không biết cất đâu cho hết. Người thì phải lăn lộn khổ cực mãi mà vẫn chưa thể ngóc đầu lên được. Mà có người thì lại thảnh thơi ngồi chơi xơi nước mà gì vẫn đếm tiền sái tay. Bạn bè thiên hạ anh em gần xa thì cũng hết sức nể nang. Nói đến đây thì cũng chợt phát hiện ra cái lời tiên tri của các chuyên gia tâm linh học. Cho biết trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 âm lịch, sẽ có những cái thiên tinh nó giáng xuống. Trong số 12 con giáp thì sẽ có 4 tuổi nghe được ý trời, biết được cái vận mệnh ẩn tàng dưới cái dạng là thiên tinh nó chiếu rọi đó, mở ra cái thời khắc hoàng kim trong 3 ngày tới đây. Và sẽ gì trong 3 ngày tới sẽ lần lượt trải qua được cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ cần nghe thấy cái điều này là đổi vận giàu có hết phần của thiên hạ. Nợ nần bao nhiêu thì cũng trả sạch và gì vận hạn thì cũng vượt qua. Quý vị cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng với những công sức mà mình bỏ ra, mua được nhà lầu, tậu được xe sang, hiên ngang đi giữa làng cùng với cái vali tiền tỷ, khiến cho ai cũng phải đỏ mắt vì ghen tị. Vậy thì cái thiên cơ mà bốn con giáp này gặp được đó là những cái gì và may mắn gì sẽ đến với họ trong 3 ngày tới đây? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Số trời định sẵn mệnh giáp vàng, bốn con giáp này rũ sạch vận xui để đổi vận giàu có trong 3 ngày tới. Thưa quý vị, các chuyên gia tử vi học cũng dự báo bốn con giáp đổi vận giàu sang trong 3 ngày tới dưới sự hậu thuẫn của nhiều cát tinh có thể trở nên giàu có như hổ mọc thêm cánh, đánh đâu thì thắng đó, vơ vét hết lộc lá của thiên hạ. Sau những chuỗi ngày đen đủi xui xẻo phải chịu trong khoảng thời gian trước đó thì quả thật cái loại tiền bạc dư giả và cái sự giàu sang phú quý này cũng rất xứng đáng với cái công sức mà họ bỏ ra. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên đứng vị trí số 1 trong 3 ngày tới đây không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, thần tài cho lộc làm ăn dồi dào, tiền vàng thì cứ cất chật két. Những người tuổi Sửu là một trong con giáp giàu sụ trong 3 ngày tới. Các bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và cái sự nghiệp của mình đang có những cái chuyển biến một cách tích cực. Đặc biệt nhờ có được thần tài chiếu cố gì và được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên cái tài lộc của những người tuổi Sửu khá là hanh thông thuận lợi. Làm việc gì cũng có được quý nhân phù trợ nên làm đâu thì thắng đó. Nhất là những cái kế hoạch đầu tư ấy, thì gặp thời được gì khởi sắc. Với cái sự tự tin và tinh thần cầu tiến, với cái ý chí kiên định thì những người tuổi Sửu có thể vượt qua cái thử thách của công việc và đạt được những cái thành công lớn lao trong 3 ngày tới đây. Thưa quý vị, những người tuổi Sửu thường ngày thì các bạn có vẻ hơi dè dặt và hơi nhút nhát. Bản mệnh ngại thể hiện cái bản thân mình và gì thích sống an phận hơn. Cũng bởi vì vậy mà thực lực của những người tuổi Sửu ấy đôi khi được đánh giá không cao hoặc là bị bỏ qua. Nhưng mà trên thực tế thì những người tuổi Sửu lại rất mạnh mẽ và sở hữu cái tiềm năng vô cùng là gì? Là vô hạn. Các bạn luôn đặt những cái kế hoạch cho cái tương lai và từng bước thực hiện những kế hoạch của bản thân mình, tập trung làm tốt cái công việc của mình. Con giáp này có thể đạt được những cái thành tựu đúng như mà đã mong đợi. Trong thời gian này, các chuyên gia tử vi học cũng có dự báo trong 3 ngày tới thì những người tuổi Sửu cũng được nhiều cái cát tinh nó chiếu mạng, nó hỗ trợ rất nhiều. Với cái sự thông minh và cái cách hành xử khéo léo thì những người tuổi Sửu có thể giải quyết công việc cũng như là những khó khăn một cách là dễ dàng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi Sửu thì với những cái công việc ngẫu hứng của cuộc sống cũng diễn ra khá là bình an. Nhờ cái cách đối nhân xử thế hiền hòa với những người xung quanh nên những người tuổi Sửu được mọi người yêu mến,
ít khi gặp phải thị phi sóng gió. Có thể các bạn chưa biết, nhưng mà trong vòng từ nay đến 2-3 năm tới đây thì đây sẽ là một trong những con giáp sẽ chào đón những cơn mưa tài lộc cho cái vận trình của mình. Khi mà mọi chuyện các bạn làm hầu như là được suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo về nhà. Là các bạn sẽ có thể nhận được những cái công việc mới hoặc là những cái dự án đầu tư sinh lời. Những người tuổi Sửu là những người mà chu đáo và vững vàng. Những cái nỗ lực của các bạn cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí thì tràn trề. Nhờ thế mà đường tài lộc của những người tuổi Sửu thì ngày càng được thăng quan tiến chức. Vâng thưa quý vị. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, mỗi người sinh ra thì đã mang trong mình một cái số mệnh riêng. Cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sinh và giờ sinh, nhưng lại mang những cái số mệnh khác nhau. Căn số đã được định sẵn. Và bước sang 3 ngày tới đây là cái thời điểm đổi vận của những người tuổi Sửu. Nhưng mà may mắn nhất đó là những người sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu. Các chuyên gia tử vi cũng có dự báo, nói chung những người tuổi Quý Sửu trong thời gian này thì nó sẽ được các casting nó cao chiếu, lại thêm là cái vận may về thời thế nó mang lại. Vậy nên là trong thời gian này cái vận mệnh của những người tuổi Sửu khá là tốt. Nhiều người sẽ có những cái niềm vui bất ngờ. Cuộc sống đa màu sắc, chủ yếu là có lợi về cái mặt hợp tác kinh doanh buôn bán làm ăn. Nói chung quý vị cho vay tiền thì cũng sẽ lấy được. Trong nhà lại có thêm con thêm cháu, vợ chồng thì vui vẻ hạnh phúc, con cái thì ngoan ngoãn nghe lời. Có điều trong thời gian này các bạn chi tiêu khá nhiều, cần phải tiết kiệm nhiều hơn. Khuyên những người tuổi Quý Sửu 1973 thì quý vị trong thời gian này cũng không thích hợp để cho bản mệnh tham gia vào những trò đỏ đen mạo hiểm, kẻo lại có điểm báo là thua lỗ khá là lớn. Đặc biệt các bạn có thể vướng vào các trò lừa đảo hay là thậm chí liên quan đến pháp luật. Tốt nhất là cứ chăm chỉ làm ăn, để làm thật, hưởng thật, các bạn sẽ có thể thu hoạch được những gì tương xứng đến với mình. Thì ngoài ra, những người tuổi Quý Sửu cũng được khuyên là không nên uống rượu bia, đặc biệt là khi lái xe, dù là khi hành trình nó gần, nhưng mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. Và đặc biệt trong 3 ngày tới đây thì nói chung cái vận số nó đang phát triển mạnh, vậy nên quý vị có thể là tận dụng cái thế mạnh của mình đấy. Vì tận dụng những cái lợi thế được casting nó che chở, giúp sức, thì các bạn sẽ duy trì được cái sức mạnh tuyệt đối của bản thân, đem đến nhiều cái việc tốt trong cái thời gian tới. Quý vị cũng cần phải chú ý đến cái phương diện sức khỏe của mình nhiều hơn, bởi có một vài cái hung tinh nó động nó thúc đẩy bản mệnh thường xuyên phải đi công tác xa hoặc là đi học để nâng cao. Quý vị hãy luôn nhớ điều này trong cái thời gian tới. Thưa quý vị, nói chung thì trong cái 3 ngày tới đây thì những người tuổi Sửu là một trong những con giáp mà cực kỳ may mắn hanh thông. Vì thế quý vị hãy tận dụng cái cơ hội này để mang lại được cái phúc khí nó ngập tràn hơn đến với mình nhé. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Quý vị thân mến, những người tuổi Tỵ là con giáp may mắn gặp được cái vận may trong 3 ngày tới, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Nói chung trong thời gian này thì những người tuổi Tỵ bùng nổ cái vận may, rũ sạch nợ nần, đổi đời đại gia, giàu có nhất vùng thiên hạ. Đối với những người tuổi Tỵ thì nói chung trong thời gian này những khó khăn và những hạn tiểu nhân quấy phá cản đường hay là những cái áp lực phải chịu trong thời gian trước đó thì cũng đã được đánh bay đó. Bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế mà ùn ùn đổ về nhà trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn này. Nói chung thì cái tài lộc của những người tuổi Tỵ nó cũng được góp phần may mắn bởi cái tài vận của quý vị sẽ có những bứt phá lên như diều gặp gió. Có thể thấy chính các bạn cũng đôi khi cũng không thể ngờ được lại có ngày mình lại kiếm được tiền dễ dàng và nhanh chóng đến thế, đặc biệt là trong 3 ngày cuối tuần đây, thứ 5, thứ 6, thứ 7.
Thời vận thay đổi, phúc khí thì tràn trề. Nhờ thế mà đường tài lộc của những người tuổi Tỵ cũng sẽ thì ngày càng được tăng tiến. Trời phú cho những người tuổi Tỵ thì chỉ sở hữu cái sự lanh lợi, sáng suốt mà còn gì có được cái may mắn, có được cái bản lĩnh và dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Cũng chính bởi cái tham vọng này mà những người tuổi Tỵ có thể dễ dàng nhìn thấy cái cơ hội và gì tìm kiếm được những cơ hội mới làm ăn, cũng như là cái việc kinh doanh thì cũng được tiến triển tốt hơn, thậm chí là có thể mở rộng cái quy mô lớn hơn so với bình thường. Đặc biệt, những người mà đang làm ăn kinh doanh ấy, thì sẽ càng có cơ hội để đổi đời khi mà tìm được cái hướng đi phù hợp cho cái ngành nghề mà mình đang theo đuổi. Riêng với những người làm công ăn lương thì các bạn cũng luôn nhận được cái gì sự cổ vũ của cấp trên và được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, cái thời gian tới các bạn sẽ dễ có cơ hội được tăng lương, tăng thưởng. Đấy. Cuộc sống cũng vì như thế mà gì được viên mãn, thuận lợi hơn rất nhiều. Nhìn chung ấy, trong cái 3 ngày tới đây, những người tuổi Tỵ chỉ cần làm tốt cái công việc hiện tại của mình thì sẽ chẳng có gì đáng ngại. Bên cạnh đó, về mặt tài chính, trong cái thời gian tới thì công việc nhìn chung ấy cũng khá là ổn định, không có quá nhiều cái cản trở, cứ chăm chỉ làm việc thì ắt sẽ gặt hái được những cái thành quả xứng đáng. Nếu mà có sự chủ động, các bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cái cơ hội thăng tiến mà không cần phải có cái tác động từ bất kỳ ai. Đó. Vì cái biểu hiện chất lượng công việc của các bạn rất là tốt cũng nói rõ là cái năng lực của các bạn đến đâu. Đó là lý do mà những người tuổi Tỵ chỉ cần chú tâm vào cố gắng hết sức mình, cấp trên cũng sẽ có những cái đánh giá xứng đáng với cái màn thể hiện của các bạn. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị cũng rất có lợi cho những ai mà đang có ý định ứng tuyển vào cái vị trí quản lý cao cấp hơn. Do đó, nếu mà đang cầu chức thì các bạn cũng nên đặt ra cho mình một cái lộ trình cụ thể rõ ràng. Ngược lại, những người mà đang tâm lý an nhàn, ngại va chạm ấy, thì tất nhiên cái vận trình nó vẫn cứ đều đều, không tăng không giảm. Nhưng nếu đó là cái sự lựa chọn của các bạn ấy, thì cũng không có gì phải lo lắng. Các bạn cần đặc biệt lưu ý trong 3 ngày tới đây ấy, thì đôi khi nó cũng xảy ra những áp lực và có những cái khó khăn nhất định nó cản trở. Nhưng mà ấy, quý vị cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và thêm vào đó lại được gì? Được cái thần may mắn chiếu cố, nên là quý vị cũng sẽ thu được những lợi nhuận đáng kể và tránh được những xung sát không đáng có từ bên ngoài. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới đây mà nếu có một cái sự mong muốn là có những sự đột phá mạnh mẽ thì đây cũng chưa phải là lúc. Những người tuổi Tỵ vẫn nên chú trọng đến cái sự ổn định thì công việc nói chung ấy nó cũng không gì không bị động. Quý vị cần phải bình tĩnh, làm tốt cái công việc hiện tại của mình, không nên tham lam vô độ và ôm đồm nhiều việc cùng một lúc. Cái việc chuyển ngành nghề trong thời gian này hay là nhảy việc ấy cũng sẽ gì gây ra sóng gió trong cái thời điểm hiện tại, khi mà gì kinh tế nó đang khó khăn như cái năm 2024 này. Càng cần quý vị phải suy nghĩ một cách tích cực, hành sự một cách thận trọng, không ngừng nỗ lực vươn lên thì thành công sẽ đến với các bạn từ giờ đến cuối năm, sẽ thu được bạc tỷ trong tay. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây thì cũng được nhận định về phương diện tài lộc của những người tuổi Tỵ, nhìn chung cũng đã được cải thiện hơn trước rất là nhiều. Không chỉ có thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ cái việc kinh doanh nhỏ lẻ hoặc là làm thêm ấy, cũng tăng lên. Nó sẽ giúp cho các bạn cải thiện được cái cuộc sống của mình. Tất cả là nhờ vào cái cát khí của thì nhiều cát tinh nó mang lại. Trong cái thời gian này, cái nguồn thu chủ yếu của những người tuổi Tỵ, nhất là những ai mà chăm chỉ làm ăn ấy, thì hứa hẹn sẽ có nhiều cái nguồn thu nhập nó đổ về. Bản mệnh càng xông xáo, có một cái sự chủ động trong công việc, dám thử sức với cái lĩnh vực mới, phá vỡ cái giới hạn của chính bản thân mình thì lại càng dễ thu cái lợi nhuận. Còn nếu mà chỉ với an phận thủ thường, ai bảo gì làm nấy ấy, sẽ chẳng có cái sự đột phá nào nó xảy ra. Thậm chí dù có lợi thế nhưng mà cơ hội sẽ tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng mà lại không nắm bắt được. Để giữ được cái lợi thế của mình thì những người tuổi Tỵ nói chung ấy, các bạn có thể là gì dành thêm thời gian quan sát đối thủ và gì có câu là gì biết người biết ta thì trăm trận tâm trăm thắng. Thông qua cái việc quan sát đó, các bạn vừa có thể nắm bắt được cái hướng đi của đối thủ để có cái phương án gì phòng bị phù hợp, lại vừa có thể học tập được từ chính đối thủ để điều chỉnh lại bản thân trong cái thời gian tới.
Nói chung ấy, trong năm 2024 ấy, những ai mà làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng hay là bất động sản thì phải cần chú ý theo dõi cái biến động thị trường, tránh chạy theo những cái lợi trước mắt mà đưa ra những cái phán đoán sai lầm gây thiệt hại về tiền bạc. À, quý vị thân mến, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. À, quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang cho mình một cái số mệnh riêng. Mặc dù cùng năm, năm cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ sinh, nhưng mà nó cũng sẽ mang lại những cái định mệnh, những cái căn số riêng. Bước sang 3 ngày tới đây thì đây là một cái thời điểm tuyệt vời để đổi vận đối với những người tuổi Tỵ. Nhưng mà may mắn nhất trong những người tuổi Tỵ đó là tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong 3 ngày tới đây ấy, thì sẽ gặp được may mắn cát tinh nó hội tụ. Vậy nên đây cũng là một cái thời điểm mang lại cho những người tuổi Tỵ những cái vận trình cực kỳ là hanh thông thuận lợi. Đặc biệt là hợp với những cái ngành nghề làm kỹ thuật thì sẽ được thuận lợi hơn. Và gì? Nó cũng thuận lợi hơn cho cái công trạng của các bạn được tăng lên. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm của những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thì nói chung hiện đã có gia đình êm ấm, con cái thì đều huề, nhìn chung cũng không có nhiều cái mâu thuẫn to lớn, cho nên tương đối là tốt. Nhưng mà quý vị cũng cần phải đề phòng cái đào hoa nó ảnh hưởng đến bên thứ ba, đôi khi có kẻ thứ ba chen chân vào cái cuộc sống của những người tuổi Tỵ. Cho nên làm gì quý vị cũng cần phải hết sức cẩn trọng. Đấy. Và nói chung ấy, ở cái độ tuổi này thì các bạn đã có những cái chỗ đứng vững chắc trong cái vận trình sự nghiệp của mình rồi. À, tuy nhiên chúng ta cũng cần phải làm việc nhiều hơn nữa. Và trong 3 ngày tới đây cũng dự báo có nhiều cái áp lực công việc nó đè nặng lên vai những người tuổi Tỵ. Vậy nên khuyên các bạn cần phải có cái bản lĩnh làm việc, kiên định với cái công tác của mình. Hơn nữa, quý vị cũng nên xây dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp với những người khác để trở thành những người có tiếng nói và có được cái lợi thế hơn cho mình. Bên cạnh đó, các chuyên gia tử vi tâm lý học cũng có dự báo những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong 3 ngày tới thì cái vận trình tương đối là tốt, các hạng mục hợp tác sẽ có được cái lợi nhuận may mắn với nhiều cái thu hoạch. Ngoài ra, các bạn cũng cần đề phòng bạn bè mượn tiền hay là gì, các mối quan hệ xã giao nó sẽ khiến cho các bạn tiêu pha không ít cái tiền của trong thời gian này. Nói chung ấy, cái vận thế của những người tuổi Tỵ trong thời gian này là không hề tồi. Làm ăn thì gặp thời, cũng khiến cho các bạn gặp nhiều cái may mắn và thuận lợi hơn. Đương số cũng có thể đạt được những cái mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó. Thậm chí là có những cái bước ngoặt trong cái sự nghiệp khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ. Phương diện tiền bạc cũng có nhiều cái chuyển biến tích cực. Nếu mà trước đó bản thân đã cố gắng nhiều mới có được cái cuộc sống ấm no đủ đầy thì ngày nay có thể làm ăn gì nói chung ấy cũng khá là thuận lợi. Được gì, được thưởng nóng, được tăng lương, thăng chức, vân vân. Quan hệ xã giao trong thời gian này cũng thuận lợi, cũng là một trong những cái nhân tố mà sẽ giúp cho những người tuổi Tỵ đạt được những cái thành quả trong công việc, trong cuộc sống. Tuy nhiên, bản tính của những người tuổi Tỵ khá là ngạo mạn và cố chấp, đó cũng chính là cái rào cản, ngăn đường, cản lối tiến đến cái thành công rực rỡ hơn. Nếu không biết cách kiểm soát thì các bạn rất dễ gì tự đập đổ những cái chén cơm của mình. Những cơ hội phát triển bản thân, đổi vận, hanh thông cũng gì từ đó mà biến mất. Theo đó, ở trong thời gian này, những người tuổi Đinh Tỵ cần phải kiểm soát cái cảm xúc của bản thân thật tốt, đừng để sự việc xảy ra rồi mới nói lời hối tiếc. Đấy. Ngoài ra, để hóa giải cái vận xấu ấy, thì những người tuổi Đinh Tỵ ấy, sinh năm 1977 ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được cải vận hộ thân. Giúp mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày tới, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, nói chung những người tuổi Tuất sẽ có cơ hội trúng số độc đắc, tiền đề nghẹt thở trong 3 ngày tới đây. Và sẽ giàu có không ai sánh bằng.
khiến cho ai cũng phải nể phục những người tuổi Tuất. Đó. Nói chung ấy, bước sang 3 ngày tới, được dự báo là có vận thế vô cùng là vượng phát, các lĩnh vực đều có thể đạt được những thành tựu viên mãn. Đặc biệt, cái vận kim tiền trong cái thời gian này của những người tuổi Tuất cũng vô cùng là sáng sủa, có rất nhiều cái cơ hội may mắn. Nói chung ấy, những cái năm tháng gần đây có thể là cái giai đoạn cực kỳ khó khăn của những người tuổi Tuất, vì nhiều cái lý do mà những người tuổi Tuất cũng gặp đủ những chuyện xui xẻo ngoài ý muốn nó xảy ra. Tiền bạc không dễ kiếm đấy, có khi ấy, cũng không đủ bù để chi ra những khoản mình đã chi. Thậm chí có nhiều cái thời điểm các bạn nghĩ đến chuyện bỏ cuộc khi mà mình bỏ công bỏ sức làm việc nhưng thành quả đạt được lại không được như ý muốn. Cảm giác chán trường và thất vọng thật khó để xua đi. Đó. Bên cạnh đó, trong thời gian này, đặc biệt là trong 3 ngày tới đây, thì cuộc sống của các bạn sẽ ngày càng có nhiều cái diễn biến tích cực hơn. Vốn dĩ ở đời, làm gì có ai mà lại gì đi thẳng đỏ từ đầu đến cuối. Ai đó đều phải trải qua những giai đoạn gian nan, thử thách và gì trải qua những cái khó khăn khổ cực trong cuộc sống. Nói chung, các chuyên gia tử vi phương Đông cũng cho thấy trong 3 ngày tới đây thì sóng gió sẽ rèn rũa cho những người tuổi Tuất cái sự bản lĩnh đanh thép. Bằng chứng là tài lộc thì sẽ dần khởi vượng. Trong thời gian tới thì những người tuổi Tuất sẽ cảm thấy cái vận trình của mình ấy, có những cái bước tiến triển khá tốt. Tiền bạc thì kiếm được dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống thì sung túc đủ đầy. Ngoài ra, do có cát tinh nó soi chiếu nên là những người tuổi Tuất ấy, nếu mà làm tự làm kinh doanh, tự làm chủ ấy, thì sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Công việc kinh doanh thì hồng phát. Nói chung ấy, nó phát triển không ngừng. Đấy, những người làm công ăn lương thì lại có cơ hội được gì đề bạt lên chức. Đấy. Đặc biệt là những người tuổi Tuất là những người thông minh tháo vát nên sẽ có cơ hội đầu tư mạnh mẽ và thăng tiến trong năm 2024 năm Giáp Thìn này. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới cũng mở ra nhiều cái cơ hội cho những người tuổi Tuất về công việc ấy, khi mà có sự thay đổi lớn đánh dấu một cái vị trí, một cái trang mới của cuộc đời. Vì vậy, khi có cơ hội thay đổi cái công việc đúng sở trường, những người tuổi Tuất nên nắm bắt, vì đó sẽ là cái tiền đề để cho cái cuộc sống của các bạn được viên mãn hơn. Không chỉ thuận lợi trong cái việc kiếm tiền, những người tuổi Tuất còn rất giỏi trong cái việc giữ tiền và tích lũy cái tiền bạc. Trong 3 ngày tới đây chính là cái thời điểm mà tiền sinh ra và quý vị sẽ trở nên là gì? Giàu có bất chấp miệng lưỡi thiên hạ. Quý vị thân mến, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình một cái số mệnh riêng, cùng ngày tháng năm sinh và giờ sinh, nhưng mà cũng sẽ mang lại những cái định mệnh căn số riêng. Và bước sang 3 ngày tới đây là cái thời điểm đổi vận giàu sang của những người tuổi Tuất. Nhưng may mắn nhất đó chính là những người tuổi Canh Tuất, các bác sinh năm 1970. Cơ hội sẽ xuất hiện liên tiếp với những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Bằng cái kinh nghiệm phong phú cùng với cái bản lĩnh của mình thì gia chủ có thể nhanh chóng chớp lấy cái thời cơ, khẳng định cái vị thế của mình và khiến cho nhiều người phải thán phục. Cái chuyện làm ăn thì cũng sẽ thuận lợi bởi gia chủ đã xác định được cái chỗ đứng của mình trên thị trường. Bản mệnh cũng không lo bị đối thủ chèn ép, ngược lại coi đó là cái động lực để không ngừng bứt phá các giới hạn công việc đó. Nói chung, trong thời gian này công việc đôi khi bận rộn sẽ khiến cho các bạn quên dành thời gian cho gia đình. Vậy nên, những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 hãy nhắc nhở bản thân cần phải cân bằng lại cái cuộc sống, đừng có quá thiên về một cái khía cạnh nào đó. Dù có nhiều việc thế nào đi chăng nữa, cũng hãy luôn quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm thì hài hòa. Nói chung, ấy, vợ chồng thì sẽ ngày càng một thấu hiểu và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Gia đình chính là cái động lực để cho những người tuổi Canh Tuất không ngừng cố gắng và vươn lên, gặt hái được nhiều cái thành công hơn nữa trong cuộc sống. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây, cái vận trình của những người tuổi Canh Tuất khá là khả quan. Đón nhận không ít cái may mắn, các phương diện của cuộc sống thì nói chung ấy, đôi khi nó cũng sẽ có những cái thử thách và những khó khăn nhất định.
Thậm chí là nếu mà gặp phải những cái trở ngại thì quý vị cũng có được quý nhân ứng phó kịp thời, nên là hành sự thuận lợi, hứa hẹn đạt được những cái thành công đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Quý vị thân mến, dù có được các khí vây quanh đến mấy thì những người tuổi Canh Tuất cũng không nên lơ là cảnh giác, ngược lại cần phải cẩn trọng trong chuyện hành sự. Trong 3 ngày tới đây, quý vị thấy cái tình hình kinh tế nói chung là nó cũng đang có những cái dấu hiệu nói chung là đang khó lường đó. Do vậy nó cũng không lạc quan cho mấy. Những người tuổi Canh Tuất cũng nên hạn chế tiến hành cái việc đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là lướt sóng. Điều đó sẽ khiến cho các bạn nói chung là phải hao tốn tiền bạc một cách nhanh chóng. Thay vào đó, có thể quý vị cân nhắc các hạng mục đầu tư kinh doanh dài hạn, hợp tác cùng với bạn bè để làm ăn chung, để tăng thêm cái phúc phần cho chính bản thân mình. Những người tuổi Tuất cũng đừng quên gì phát tâm hành thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh nếu mà có thể. Quý vị hãy chú tâm đến cái âm phần của gia đình nhà mình nhiều hơn, thành tâm khấn bái gia tiên đấy, và xem xét cái vấn đề phong thủy mộ phần để gì có được cái sự phù trợ nhiều hơn nữa. Và đặc biệt trong dịp Tết Thanh Minh sắp tới đây cũng là cái dịp để quý vị bày tỏ cái tấm lòng thành kính của mình đối với ông bà tổ tiên. Vì vậy quý vị hãy tảo mộ để gì giữ được cái tâm thái nó được gì tịnh tâm an nhiên hơn nhé. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Canh Tuất chủ động tiến hành các kế hoạch cá nhân sẽ được suôn sẻ và cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn tài lộc cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, tuổi may mắn thứ 4 trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2, không ai khác, đó chính là những người tuổi Mão. Quý vị thân mến, những người tuổi Mão là con giáp vượt lên khổ ải, đổi vận giàu có và cầm tiền tỷ trong tay trong 3 ngày tới đây. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Mão cũng là một trong 4 con giáp cực kỳ may mắn, giàu ú, giàu ụ. Nói chung ấy, những người tuổi Mão quả thực là những người mà gì có được nhiều cơ hội là ngồi mát ăn bát vàng trong thời gian này. Những cái thử thách trong cái thời gian trước đó cũng không hề ít, nhưng những người tuổi Mão cũng sẽ dễ dàng và biết cách vượt qua để gì thoát khỏi cái số mệnh đã an bài. Những người tuổi Mão này sẽ dùng chính cái sự nỗ lực, cái sự chăm chỉ và cái nghị lực quyết tâm của mình để giành lấy cái thắng lợi. Sẽ có những cái thời điểm những người tuổi Mão bỏ nhiều công sức để làm việc, nhưng mà cái thành quả nhận lại còn bị thiếu hụt rất nhiều. Cái cảm giác thất vọng xâm chiếm khiến cho các bạn bỗng sinh nghi về cái con đường mà mình đang theo đuổi. Xong, cái cảm giác tiêu cực đó chỉ mang tính chất là tạm thời, bởi những người tuổi Mão sẽ tự vực dậy rất là nhanh. Thực tế là trong xuyên suốt quá trình thì nói chung ấy, quý vị cũng sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của các tinh và được quý nhân tương trợ. Vậy nên thời gian này quý vị chỉ cần nắm bắt được thì sẽ có cơ hội là gì tiền tiêu không hết. Khi mà đã tìm được cách thích nghi linh hoạt, những người tuổi Mão sẽ gì thấy cái vận trình của mình có những cái bước tiến triển khá là tốt, tiền bạc kiếm được thì cũng dễ dàng hơn, phúc khí thì dồi dào, cuộc sống thì sung túc đủ đầy. Các cát tinh nó cũng sẽ xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp đẩy lùi cái đám mây xui xẻo, dành chỗ cho cái cát khí tới những người tuổi Mão. Những người tuổi Mão là những người thông minh chăm chỉ và luôn biết cách nắm bắt lấy cơ hội xung quanh mình để xây dựng cái cuộc sống được viên mãn, bởi các bạn luôn tin mọi cái nỗ lực thì đều đền đáp một cách xứng đáng. Bên cạnh đó, về mặt tài chính của những người tuổi Mão thì cũng được mở rộ. Nếu mà quý vị biết nắm bắt cái thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực không cần phải lo lắng, tiền cứ tiêu hết rồi lại có. Và những cái vận may đó thì không phải lúc nào cũng có được, vì vậy quý vị cũng cần phải hết sức mà tận dụng. Chính vì vậy mà dù cuộc sống có những cái thăng trầm, nhưng mà các bạn cũng hãy tự tin để vượt qua tất cả, lấy thất bại làm cái bài học để trau dồi và phát triển thêm một cái kỹ năng ngày càng mạnh mẽ hơn, thì không lo cuộc sống không hoàn trả cho lại cho các bạn những cái điều tốt đẹp nhất. Và nói chung ấy, những người tuổi Mão lại là một trong con giáp cực kỳ may mắn. Cái công tài lộc thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là gì nó hỗ trợ rất nhiều cho cái sự nghiệp, cho công danh. Và tài vận thì cũng được gì tăng tiến. Thêm nữa, quý nhân cũng sẽ mang lại cho quý vị và các bạn cái sự thông minh linh hoạt, quan trường thì vượng, đúng không ạ? Công việc, sự nghiệp thì phát triển được một cách hanh thông thuận lợi, có cơ hội được thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Nếu mà quý vị mà
nắm bắt được cái vận thế thì sẽ gì có được những cái thuận lợi hanh thông nhất định. Ngoài ra, ai mà có ý định học thêm những kỹ năng lên cao hoặc là thi cử lấy cái bằng ấy, thì cũng đều được gì may mắn hanh thông. Cái vận may thứ hai với những người tuổi Mão trong thời gian này đó là được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nên là cái vận trình tình duyên nó như là được gì, được nở hoa, đi đâu cũng có người nâng đỡ. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây ấy, thì những người tuổi Mão không cần phải lo lắng quá nhiều đến cái chuyện tình yêu. Vì các bạn chỉ cần biết mở lòng mình ra thì sẽ có rất nhiều cái cơ hội đến với mình. Nói chung ấy, trong thời gian này cả sự nghiệp và nhân duyên thì đều vượng phát, bình ổn, không quá tốt. Nhưng mà gì, nhìn chung ấy, cái công tài lộc cũng được gì, được ổn định. Quý nhân cũng sẽ giúp đỡ cho cái việc kiếm tiền của các bạn, nó được thuận lợi hơn bao giờ hết. Ai mà có ý định mở hàng kinh doanh buôn bán thì nên chọn ngày đẹp để làm ngay. Quý vị thân mến, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Mão thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Quý vị thân mến, như vậy là trong 3 ngày tới chúng ta sẽ có 4 con giáp may mắn, vận trình hanh thông, công danh, sự nghiệp, tiền tài thì đều được phát triển viên mãn. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Sửu, 2 tuổi Tỵ, 3 tuổi Tuất và 4 là tuổi Mão. Đúng. Đó là 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, các cát tinh đồng thời soi chiếu và sẽ mang lại cho họ những cái vận may bất ngờ, tiền bạc dùng dính tiêu, mỏi tay cũng không hết. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.